Mới đây, một cụ bà 99 tuổi ở Zimbabwe khiến dân làng bị sốc khi sống lại hai lần ngay tại chính tang lễ của mình. Bà Nkubi ở Zimbabwe được cho là đã chết vào khoảng 3 giờ sáng ngày 25 tháng 7. Sau đó, dân làng đã đưa thi thể của bà bọc trong chăn để chôn cất xuống mộ. Tuy nhiên, khi phát hiện các cử động bất thường trong quá trình chuẩn bị hạ huyệt, người dân ngay lập tức đã tạm dừng việc an táng và đưa bà về nhà. Nhưng vào khoảng 1 giờ sáng ngày 26 tháng 7, họ phát hiện ra cơ thể của bà đã lạnh trở lại nên họ tiếp tục chuẩn bị tang lễ. Cuối cùng, bà đã qua đời vào khoảng 6 giờ ngày 26 tháng 7 và việc chôn cất diễn ra vào khoảng 11 giờ sáng. Vài giờ sau khi mất, cơ thể của bà Nkubi ấm dần và được xác nhận sống trở lại. Đại diện của gia đình, ông Thatson Enlovu xác nhận bà Nkubi đã chết và sống lại hai lần. Ông Enlovu chưa biết, lúc 6 giờ sáng họ dự định sẽ đưa bà đến phòng khám địa phương để kiểm tra. Khi bà Nkubi được tuyên bố là đã qua đời, cơ thể lúc ấy thực sự rất lạnh, nhưng sau đó cảm thấy rằng nó ấm áp. Ngay tại thời điểm đó, chúng tôi xác nhận rằng bà Nkubi còn sống. Vì vậy, chúng tôi thực sự bối rối. Tuy nhiên, ông cho biết dân làng không quá hoảng sợ khi bà Nkubi sống lại từ cõi chết vì tin rằng sự hồi sinh của bà là nhờ tổ tiên. Giám đốc của Bệnh viện Trung ương Emilio, tiến sĩ Enlovu cho biết, rất khó để nhận định về vấn đề như vậy vì bà Nkubi không được đưa đến cơ sở y tế khám chữa. Ông Enlovu nói người già đến giai đoạn sắp qua đời có thể trải qua những thời khắc ở giữa sự sống và cái chết. Bà nghĩ sao về trường hợp này? Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi nhé!